Chào mọi người. Trong video trước đó thì mình có giới thiệu một chiếc xe touring Jack 7.3 FX. Thì lần này mình sẽ giới thiệu một chiếc xe leo núi MTB, thương hiệu là Equibay của Pháp. Nhưng mà tình cờ là chiếc Jan này nó lại mới về, chiếc xe cuộc, xe road Jan OCR3 mới về, mình khui thùng ra sẵn, mình trưng ở đây cho nó đẹp hình thôi. Mình sẽ vệ sinh tí xíu rồi mình sẽ quay cái chiếc Jan sau. Chiếc Jan này mua trước chiếc MTB nhưng mà nó lại về sau. Rồi bây giờ để mình quay cụ thể chiếc Equibay cho mọi người xem nha. Và đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, một chiếc MTB thương hiệu Equibay, thương hiệu của Pháp. Hàng này được sản xuất để xuất vào thị trường Nhật. Và bên mình đã nhập trực tiếp từ bên Nhật theo đường bay về, có giấy tờ mua bán chuyển nhượng của chủ cũ nha mọi người, để mọi người yên tâm để mà đưa ra một cái lựa chọn cho mình. Xe này nhìn cơ bản bên ngoài thì còn rất là mới, khi mình khui thùng ra thì mình cũng hơi bất ngờ là nó mọi chi tiết của nó còn rất mới. Mình cũng chưa có thay hay là sửa chữa gì chiếc xe này hết trơn, mình để nguyên zin luôn, màu sơn zin, mọi thứ đều đi theo xe hết. Riêng có cái ruột sau thì một tí nữa mình sẽ nói cái cụ thể cái ruột sau cho mọi người xem. Thì hàng là thương hiệu của Pháp nha, Equibay. Cái tem này là cái tem sơn nha mọi người, sơn nha, chứ không phải là dán đề can đâu nha. Nó có cái đời là VTV, đọc theo giống VTV đài truyền hình quá. Màu xe này màu bạc nha, mọi thứ thì còn dường như là rất là mới, mọi thứ đi theo xe hết. Giờ mình sẽ đi cụ thể. Ghi đông mong tăng nhôm còn bóng láng, kèm theo cái chuông của chủ xe cũ. Tay nắm cũng ghim theo xe luôn, xài tay bấm xả Shimano 3 dĩa 7 lít, tay thắng nhôm Shimano. Đây thương hiệu của hãng. Phuộc trước rất là êm, mình đã nhúng thử rồi, một lát nữa mình sẽ cho anh em xem. Còn rất là mới luôn, bóng lưỡng, mình chưa có chùi đánh bóng gì lại chơi, nó đã bóng vậy rồi. Phanh nhôm, phanh V, cái ti phuộc còn rất là sáng nha mọi người, rất là sáng. Mà hôm trước khi mở cái thùng ra, mình thấy nó rớt cái miếng nhựa này ra, có thể là do đóng hàng nó bị đụng cái đây, cấn cái đây nè, nó bể miếng này, chứ thật ra cái ống này rất là mới, chưa có rỉ sét gì hết, không có dấu hiệu rỉ sét. Đùm nhôm, ti bật mở nhanh, phuộc này rất là chắc chắn nha, nó rất là gọn luôn, nó không có bự thô như những chiếc xe khác. Bánh thì 26 inch, vành nhôm. Trên bánh xe thì nó có cái đèn hoán quang của chủ cũ đây. Ti bật mở nhanh bên kia. Nhìn chung là xe này còn rất là mới. Chỉ có là chắc là do họ để trong kho hơi lâu cho nên là vỏ xe thì nó có hơi răng tí xíu, nhưng mình thấy cũng không ảnh hưởng gì tới vấn đề vận hành. Dò dĩa Shimano 3 dĩa 7 lít. Lít cũng Shimano. Phanh V, cọc yên nhôm ghim theo xe, và yên cũng ghim theo xe luôn. Mình chưa có bọc gì lại hết mà nó đã mới vậy rồi. Mở khóa yên, mở khóa nhanh. Cái này của nó rất là to nha mọi người. Nhôm bóng láng mà nó lại rất là to. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem cái độ mới của nó. Phía sau của cái phuộc đây, cái này cái tem này mình chưa có chùi nó. Rồi giờ để mình test cái bộ chuyển động cho mọi người xem nha. Đây, khoan.
Rồi đây là một phần dĩa nha. Dĩa nè. Dĩa nhỏ nhất nè. Dĩa giữa. Dĩa lớn. Rồi. Xe thì chủ cũ có dán một cái miếng đề can đây. Can này là trang trí thêm chứ không phải là ghim theo xe nha, và một miếng đề can ở đây để bảo vệ cái xích nó rơi xuống đây nó chảy. Chủ cũ cũng rất là cẩn thận. Rồi giờ để mình quay tới phía bên kia cho mọi người xem nha. Đây là phía bên trái của xe. Này tất cả còn rất là mới, giống y như phía bên kia. Này, phụ ti phụ. Ghi đông bông tăng. Này, cho mọi người quan sát hai bên phụ. Chưa có bị chạy nữa. Equibay, hàng thương hiệu của Pháp, được sản xuất để xuất vô thị trường Nhật. Còn rất là mới nha. Cột yên nhôm nè, khóa mở yên nè, rất là to luôn. Mình chưa thấy cái khóa nào mà nó to tới như vậy. Bánh thì còn gai rất là nhiều. Chỉ là để trong nhà lâu thì nó hơi răng tí xíu. Đùm nè, đùm nhôm. Chân chống rin theo xe. Ở đây mình có giấy tờ mua bán của chủ cũ đây. Bên Nhật thì xe luôn luôn đi ngoài đường phải có số series chống trộm. Equibay MTB nè. UIL0814 nè. Đây. UIL0814 đóng vô xe luôn. Rồi xe này có thông số bánh là 26 inch nha mọi người. Sườn nhôm. Phục nhúng, phục hơi. Xe này mấy anh chị nào mà dưới 1m65 trở lại là đi ngon lành nha. Mình cũng xin báo giá với mọi người là chiếc xe này giá 7,5 triệu. Mình bao ship toàn quốc cho mọi người, ship code luôn. Anh chị nào đồng ý thì lựa chiếc xe này thì cứ liên hệ số Zalo của mình. Mình sẽ gửi thêm những cái chi tiết nào mà anh chị muốn xem á, mình gửi cụ thể cho, để mình khỏi phải lo lắng khi mà bỏ ra số tiền để mua một chiếc xe như vậy. Những ai yêu thích cái môn xe đạp này thì đăng ký cho mình một lượt, để những khi mà có xe mới mình sẽ quay video để cho mọi người kịp thời tham khảo. Trong video tới thì mình sẽ quay tiếp con Zan xe cuộc, xe road á. Zan OCR3. Hàng cũng là hàng được nhập từ thị trường bên Nhật về theo đường bay. Thì mọi người nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo theo dõi để mình sẽ gửi đến các bạn những video sớm nhất nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại.